tôi thấy sự mong lung. Thank you.
đời con như một bài thơ. Đừng gieo chỉ ước mơ, nhưng có tôi luôn bên con. Thầy cô trở nên bi mình, dù cho dân tố tiền biên. Đời chưa giây phút bình yên, tôi sẽ cùng cuộc sống này không phải của riêng ta, mà ta phải sống cho những niềm tin tồn tại. Vì con thơ và nỡ chờ ngày gặp lại người mẹ đau buồn, vì thương nhớ đứa con xa. Không biết bây giờ má em đã ra sao, chắc đời sống sẽ là chuỗi ngày đau khổ. Thôi nằm xuống thì chút đi, đang mệt đừng có suy nghĩ kịch trên nữa. Nằm xuống đi, để tôi qua thầy hai hốt thêm vài thang thuốc nữa. Nhà mình đâu còn tiền, anh cứ dành hết tiền để thuốc cho em, rồi tráng sức làm mà trả nợ. Hay là nếu muốn vậy thì cứ làm theo ý đi, còn tôi sẽ không bao giờ. Mẹ xin lỗi nha, mẹ làm công việc mình hả? Mẹ xin lỗi nha. Kìa, anh Hiếu, anh lại tới đây làm gì? Nếu bà mà hay được thì khổ như mẹ con em lắm. Mình yên tâm đi, má con hay tôi tới đây đâu. Không ngờ tôi và anh còn trôi dạt đến đây, là nhà phần đất của gia đình anh đó mà. Đó là ý trời, ông trời không muốn chia cắt vợ chồng mình ấy mà. Em không muốn vì em mà anh hơn tuổi nó yêu với nó. Anh biết gì chữ hiếu, ràng buộc nên anh không thể bảo bọc cho em. Nhưng anh vẫn một lòng yêu em tha thiết. Mình yêu em tha thiết. Thôi đừng anh Hiếu ơi, chúng ta có duyên mà không có nợ, thì xin rồi
chậm lại thì hơn chi cho tình nhà phai. Dẫu ngày nay không còn được em âu yếm đôi mình, vì chữ hiếu anh đành mang câu bạc nghĩa, nhưng xin được âm thầm mà lo lắng cho em. Chớ lòng dạ nào anh vui hạnh phúc khi năm mà em lại phải sơ sát thiếu sầu. Thì đâu phải để do khổ sở, vì hiếu vì tình.